Đã thành thói quen từ lâu, vào mỗi buổi sáng sớm và sau mỗi ngày làm việc, học tập, các thành viên câu lạc bộ bóng bàn phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa lại tập hợp về trung tâm thể thao, học tập cộng đồng phường để chơi bóng. Với họ, chơi bóng bàn không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê thể thao, mà còn là để rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó. Ngày nào mình không tập thì mình rất là đau nhức mỏi, từ cái tuổi mình cũng lớn rồi, cho nên mình cũng cần tìm những cái môn thể thao nào mình thích hợp. Thì cô nghĩ là với cái môn bóng bàn cô rất là thích hợp, vui, khỏe, năng động và nó lanh lợi được hết từ mắt, mũi, tay, chân. Có nghĩa là nó toàn diện, làm cho con người mình sống, gọi là sống khỏe, sống vui với cái tuổi của mình. Câu lạc bộ bóng bàn từ năm 2012, nói chung là hồi đó là bệnh nhiều lắm, cứ đi châm cứu ở trong bệnh viện ấy, buổi sáng, buổi chiều, cứ châm cứu riết. Nhưng mà từ hồi tham gia câu lạc bộ bóng bàn giờ là coi như là không bị bệnh nữa, mà khớp xương chân tay là khỏe, mà nhanh nhẹn hẳn ra. Để tạo sân chơi cho những người yêu thích bóng bàn, vào năm 2010, những người đam mê bóng bàn trên địa bàn phường Long Tâm đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn Long Tâm, hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Sau hơn nửa năm hoạt động, câu lạc bộ đã đi giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn ở các địa phương khác trong tỉnh và được nhiều người biết đến. Đến nay, qua 10 năm, câu lạc bộ đã có hàng trăm hội viên sinh hoạt thường xuyên. Trong đó, hội viên nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi, cao tuổi nhất đã ngoài 80 tuổi. Các hội viên tham gia rất là đông, như là đủ thành phần, từ trẻ cho tới già. Ở đây thì hoạt động theo xã hội hóa, chủ yếu là tạo điều kiện, phường tạo điều kiện cho các vận động viên ở các phường tới đây để vui chơi, để rèn luyện sức khỏe, để tốt hơn. Ngoài việc đóng quỹ 80.000 đồng một hội viên một tháng để chi phí tiền điện, bóng, các thành viên trong câu lạc bộ còn kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ câu lạc bộ để tu sửa nhà thi đấu, tham gia thi đấu giao lưu với các câu lạc bộ trong tỉnh. Vì nhu cầu người chơi mỗi lúc một đông nên câu lạc bộ đã chia thành 3 ca luyện tập trong ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên tập luyện. Câu lạc bộ có đội ngũ huấn luyện viên để đào tạo, hướng dẫn kỹ năng cho những người có nhu cầu. Từ các cụ trên 60 tuổi cho tới các em bé đều tham gia với một cái tinh thần rất là có thể nói là thoải mái, hăng say và rất là đoàn kết. Ở đây không có một cái ràng buộc nào, nhưng mà tôi thấy cái mô hình câu lạc bộ Long Tâm này nên phải được nhân rộng và phát huy. Để nâng cao trình độ, kỹ năng chơi bóng cho hội viên, ngoài việc duy trì tập luyện thường xuyên, câu lạc bộ còn tổ chức cho các hội viên thi đấu cọ xát qua các giải bóng bàn truyền thống diễn ra trên địa bàn tỉnh. Qua thi đấu, nhiều hội viên trong câu lạc bộ đã đạt thành tích cao trong các giải phong trào do thành phố và tỉnh tổ chức. Thành tích câu lạc bộ đạt rất là nhiều. Các em nhỏ thì đạt được những cái huy chương của hội khỏe phụ đổng của các cấp, còn nhóm người cao tuổi, rồi những cái hội cụ giáo chức, tất cả là khi tham gia là hầu như là có được rất là nhiều giải về nam và cả nữ. Sau hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ bóng bàn phường Long Tâm là một địa chỉ, một điểm đến quen thuộc, thú vị của những người đam mê thể thao, đam mê bộ môn bóng bàn trên địa bàn thành phố Bà Rịa.